Chào mừng quý vị và các bác đã đến với kênh Hoa Lan Ninh Bình. Đây là kênh video lập ra nhằm chia sẻ khám phá về hoa lan, kỹ thuật, kinh nghiệm trồng, chơi, chăm sóc hoa lan. Rất mong quý vị và các bác ủng hộ đăng ký kênh, ấn vào nút thích video và thầy hay xin chia sẻ cho mọi người cùng xem. Kênh YouTube Hoa Lan Ninh Bình xin trân trọng cảm ơn. Vâng, em xin mến chào các bác yêu hoa lan trên toàn quốc. Thưa các bác, thì hôm nay là ngày mùng 10 tháng 10, nhằm vào cái ngày Chủ nhật ấy, mưa bão ở nhà thì em lại quay một cái video xin chia sẻ với các bác ạ. Và xin thưa với các bác thì hôm nay em xin giới thiệu đến các bác mà hai cái combo, hai cái bộ phân thuốc đấy mà em đánh giá là tốt nhất và hiện tại thì đã được em sử dụng rất là lâu. Và đã được rất nhiều những các cái nhà vườn mà lớn uy tín ở trên toàn quốc sử dụng. Và trong đó thì đặc biệt là có giáo sư tiến sĩ Trần Duy Quý. Bác là nhà khoa học nhưng mà cũng có nhà vườn, tức là cũng có một cái vườn lan đấy ạ, để chơi và nghiên cứu. Thì bác cũng đã sử dụng và được đánh giá rất là hiệu quả. Những các cái chậu lan bác thấy là cái chậu này của em là trồng có một cây này, một cây lá có 2,5 cm nhé, đến giờ mới được một năm này, một năm mà bây giờ thành 7 cây rồi đây các bác này, thành 7 cây, lá 4 cm, măng mầm này các bác nhìn măng mầm nó ra này, cái lá cây cây măng này nó to hơn cây mẹ luôn, đấy. Lá cây mẹ đây, đấy. Lá cây măng này, đấy. Bốn bên bốn cái măng nha. Đây bốn bên bốn cái măng. Còn cây mẹ ở giữa đây. Đấy cây mẹ đây còn hai cây con đây. Hai cây con các bác nhìn cái mông của nó có phê. Nhưng mà nó chưa nở mấy. Cây bên kia phê hơn. Đấy. Và tiếp theo thì bây giờ em xin gắn cái video. Cái video mà giáo sư tiến sĩ Trần Duy Quý đấy sử dụng và đánh giá cái sản phẩm này như thế nào, mời các bác cùng xem cái video đó. Xin chào giáo sư Trần Duy Quý. Cánh cây đây hơn một tháng không lên, thấy vườn của giáo sư rất là phát triển. Vậy giáo sư có cái công nghệ gì, có cái bí quyết gì chia sẻ cho những người yêu lan? Cảm ơn nhà báo Quyết Tuấn. Vừa rồi là nhờ có cái thành tựu của công ty Ngọc Linh ở Ninh Bình, do anh Bình làm giám đốc công ty này, thì có giới thiệu một số chế phẩm của công ty, thì gồm có một combo có cây ki S1 để kích hoa trên thân, cũng như là làm ki trên cuống hoa, làm mầm gốc và làm ki trên thân mà không phải khoan. Đây là một cái bước tiến nhảy vọt của anh chị em yêu lan Việt Nam. Thì bản thân anh Bình và công ty Ngọc Linh đã phối hợp với lại một số nhà khoa học và các cái trung tâm nghiên cứu thì tìm ra cái chế phẩm combo này, thì gồm có cây ki S1. Thì tôi đã được trực tiếp đồng chí Linh giao cho một số chế phẩm về làm thử. Tôi đã thí nghiệm trên 10 giống lan khác nhau thuộc chi Dendrobium, đó là 5 cánh trắng Hiển Oanh, 5 cánh trắng Phú Thọ, 5 cánh xanh Bạch Tuyết, trắng Thực Hà, Hồng Yên Thủy, Hồng Minh Nhân, Hồng Minh Châu, rồi vân vân. Thì thấy rằng là mầm gốc lên rất khỏe. Đây là trên cái chậu 5 cánh trắng hồng mới xử lý là mầm gốc lúc 3 tuần, thì các cây lên gần 10 cm và nảy ở trên thân rất nhiều các cây. Đấy, mời anh chị em theo dõi. Đấy. Thế mà tôi thấy nó nhạy hơn cây ki Pro của Mỹ rất nhiều,
thứ nhất về hiệu suất, thứ hai là không phải khoan vào thân như là hướng dẫn của cây kỳ Pro của Mỹ. Và giáo sư có thể cho xem mấy cái nhãn mát để mọi người có thể tham khảo. Đây là cây KS1 của Việt Nam. Đây là chế phẩm AB VIP của công ty Ngọc Linh. Bổ sung dinh dưỡng. Đây là chế phẩm sau khi làm ra kim và mầm gốc để dùng chế phẩm Ngọc Linh để cho ra rễ rất nhanh trong vòng 2-3 tuần. Cách pha chế là theo hướng dẫn ở trên, đó là dùng 2 cm/ml trên 1 lít và tưới 5-7 ngày một lần và sử dụng các cái chế phẩm để phòng trừ sâu bệnh, đặc biệt là trị các cái vết thương côn trùng cắn gây thối trong mùa mưa thì sử dụng cái này là xe rất nhanh cái vết thương Ngọc Linh trong vòng có 12 giờ. Rất tuyệt vời. Thì đây là những chế phẩm chuyên dụng rất hiệu quả của vườn lan Ngọc Linh. Đây là sản phẩm hoàn toàn chế tạo tại Việt Nam, không thua kém gì các chế phẩm nước ngoài. Điều đó chứng tỏ là trí tuệ của người Việt Nam rất tuyệt vời. Nếu chúng ta biết cùng nhau đoàn kết phát huy thì sẽ tạo nên một ngành lan phát triển rực rỡ, không thua kém gì các nước trong khu vực và trên thế giới. Đây là bộ chế phẩm hoa lan cây cảnh Ngọc Linh. Ninh Bình là một người rất yêu hoa lan và say mê tìm tòi nghiên cứu, phối hợp với lại các nhà khoa học và các nhà vườn lớn. Thì anh Bình là giám đốc của cái công ty hoa lan cây cảnh Ngọc Linh thì đã chế ra một cái combo gồm rất nhiều sản phẩm. Thì đây là cái phân siêu phẩm ba và phân dê đấy, xử lý ở nhiệt độ cao và có bổ sung các cái chất dinh dưỡng làm tiệt trùng, diệt các loại sâu nấm. Thế mà bổ sung dinh dưỡng ở đây có các chế phẩm để siêu gia thế. Sau khi đã sử dụng chế phẩm cây KS1 để làm mầm gốc hoặc phá tất cả những cái mầm chai sần từ năm trước lại mọc và phát triển bình thường và làm ki trên thân không cần phải khoan, gây nên tổn thương và tạo những cái vết để nhiễm bệnh, độ nhạy không thua kém bất cứ một ki pro nào trên thị trường, kể cả Mỹ, Nga, Kachisa của Nga hay là cây ki pro của Mỹ. Thì đã được chính tôi sử dụng trên 10 giống lan khác nhau, gồm dòng lan hoàng thảo Dendrobium, đó là các giống phi điệp thường, phi điệp năm cánh trắng Phú Thọ, phi điệp năm cánh trắng Hòa Bình Hiền Oanh, phi điệp năm cánh trắng Bạch Tuyết, năm cánh trắng Hồng Xòe, năm cánh hồng Hồng Xòe, hồng Mỹ Nhân, hồng Yên Thủy, năm cánh trắng Mũi Hồng, rồi năm cánh trắng Hà Tĩnh, năm cánh xanh Phú Thọ, lá mít, vân vân.
tất cả đều cho kết quả mỹ mãn mà vượt so với cây thi pro của Mỹ. Tôi đã phải thành công theo cái hướng dẫn của chủ giám đốc và làm đúng theo cái kinh nghiệm của mình, và kết quả rất là mỹ mãn đúng như quảng cáo trong. Đi kể với nó là các cái kết phẩm AB VIP để hỗ trợ cho cái hệ thống ki vừa làm ra và mầm gốc để tăng cường dinh dưỡng cho nó, không thua kém gì cái chế phẩm AB nhập ngoại. Đấy, cũng là chế phẩm hoa lan cây cảnh của mình. Đặc biệt có chế phẩm chống thối trong vòng làm khêu sẹo tất cả những cái vết bị thối do nhiễm vi khuẩn Pseudomonas hoặc là Epidia. Sau khi xử lý cái này trong vòng 12 tiếng khô rất nhanh. Đây là chế phẩm giúp cho phòng chống bệnh và mùa mưa đối với lại tất cả các loài lan đang nuôi tập trung. Đây là chế phẩm bổ sung các cái chất dinh dưỡng, các cái chất yếu tố dinh dưỡng, yếu tố hóc môn để giúp cho các cái cây, các cái ki mà làm ra từ cái chế phẩm cây ki S1 của công ty nhanh ra dễ. Sau khi đã đạt 3, 4 hoặc 5 cm thì chỉ phun theo cái bản hướng dẫn này 4 đến 5 lần là sẽ ra dễ. Ra là có cái chậu kia này thì là đặc biệt, và công ty cũng đã nghiên cứu cùng với lại các nhà thiết kế của công ty làm ra cái hệ thống gọi là phụ trợ cho chậu để tạo nên một cái dạng như điều hòa cho chậu lan. Quan rất nhiều hình tròn và để vào đây thì đây là đặt vào trong chậu. Khi mà tưới nước nó thừa thì nó sẽ được thu vào cái vải này. Thế mà toàn bộ nó tạo nên cái nguồn không khí đi qua xuyên đáy chậu bốc lên và xuyên qua làm cho cây lan không bao giờ bị nghẹt thế và không phải mà lan chi điểm rất là thuận lợi. Cho nên đây là một cái đại diện tuyệt vời của Vân Lan Ngọc Linh của Ninh Bình. Tôi đánh giá rất cao cái sáng kiến này và đang trồng thử thấy rằng là rất tốt. Đây là cái chậu hồng mỹ nhân được trồng theo cái đó mới được có một tuần nhưng mà lên là rất đẹp. Đây là cái chậu hỗn rồng theo công nghệ ấy lên rất đẹp. Đây là người ta mới được có 2 tuần nhưng mà sinh trưởng phát triển rất tốt.